Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe UCC CXR 1.0. Xe được trang bị cấu hình full Shimano Solar. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết từng mỗi chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì bằng nhôm. Chiếc xe tổng thể rất là mới, nước sơn nguyên bản, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng hoặc cái cả xe bãi không điều chỉnh khoảng. Tay lắc Sora. Xe được trang bị bộ phanh đĩa lốp to đi mọi địa hình, lùi đĩa gạt đĩa đến đề full group Shimano Sora, đuôi lốp Kenda, bây giờ em sẽ vào đo size cộng với cả test chuyển động để các bác xem. Size của chiếc xe tính từ cân trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ 1m64 đến 1m74 đi chiếc xe. Vâng, một số bác thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Xe được trang bị 9 tầng lip, 2 tầng đĩa cho 18 phút. Chuyển động của nó cũng còn được mà. Thế mà và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là chỉ có 8,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em hỗ trợ.
Và ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cũng ấn chuông để xem được những video khác của em đang lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.